Trong cuộc sống, ai cũng cần một người tri kỷ, một người đủ thấu hiểu sẽ chia những mặt ngọt, đắng cay của dòng đời. Nhưng có thực sự là các cặp tri kỷ đã biết về nhau? Một người bạn, đồng nghiệp, thân thiết của Lê Giang. Thầy ba. Em bực bội chị My ở điểm nào? Hãng hàng không xin thông báo, xin mời hành khách cuối cùng có tên Trần Thị Tú My nhanh chóng đến cửa máy bay để khởi hành. Và mỗi lần Tú My đi theo chị Tú My sẽ được gọi tên hai vị hành khách cuối cùng, đó là Trần Thị Tú My và Trần Thị Tú My. Cùng với người dẫn chương trình xinh đẹp và duyên dáng Khả Như, giải mã tri kỷ sẽ mang đến những câu chuyện chưa bao giờ được kể. Người nghệ sĩ mình có đôi khi á, ở ngoài cười chứ trong lòng đau khổ lắm. Bỏ hết chuyện buồn đi, gia đình mình làm lại từ đầu. Giải mã tri kỷ được phát sóng vào lúc 19:15 thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 2019 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.